Nhân tiện, trước khi quên, tôi muốn nói với quý vị về cảnh giới thứ năm và cảnh giới thứ tư nhé. Dạ, sư phụ, cảm ơn sư phụ. Vì nhiều quý vị luôn nói, sư phụ, chúng con có thể lên tới vũ trụ nguyên thủy được không? Đó là nơi chúng tôi đã làm việc, hiểu không? Và những chúng sinh ở đó, họ đã được sinh ra, được tạo ra trong sự thuần khiết. Họ có thể ở lại đó trong sự thuần khiết và trong năng lượng thuần khiết. Quý vị không thể. Khi lên tới cảnh giới thứ năm, quý vị vẫn còn tới 1% ngã chấp. Dù sao, đó là cảnh giới thứ năm. Quý vị không thể lên tới vũ trụ nguyên thủy. Không có mục đích. Trên cảnh giới thứ năm, quý vị sẽ hỷ lạc và sung sướng suốt ngày và thậm chí vẫn còn 1% để vui hưởng cực lạc đó, để nhận thức cực lạc và hạnh phúc đó. Được rồi, cảnh giới thứ năm được tạo ra ở bên ngoài. Nó vẫn còn trong thế giới bóng. Nó không thể được tính như vũ trụ nguyên thủy, nhưng nó là một cảnh giới của cực lạc tâm linh và hạnh phúc vĩnh cửu. Và quý vị vẫn có thể cảm nhận gần giống như con người ở đây, bởi vì quý vị vẫn còn lại 1% ngã chấp để có thể cảm nhận. Bằng không, Minh Sư từ đó sẽ không bao giờ đi xuống thế giới này để giúp bất cứ ai, bởi vì Ngài sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì, sẽ không cảm thấy buồn hoặc khổ từ bất cứ ai. Đó là sự kết nối với thế giới đau khổ này, hay ngay cả với địa ngục, để nếu cần thiết, Minh Sư sẽ đi xuống để giúp đỡ chúng sinh, hiểu không? Và những thế giới này, thứ tư và thứ năm, đó là tại sao trong Kinh Phật, Đức Phật luôn nhắc rằng mình phải vượt qua tam giới, nghĩa là quý vị cần phải ra khỏi tam giới. Biết không? Tam giới là những thế giới chỉ được tạo ra tạm thời do ma vương hay do công đức của những người có thể ở đó và hưởng thụ những thiên đàng như thế. Nhưng một ngày nào đó, chúng sẽ bị hủy diệt. Vậy nó không vĩnh cửu. Chỉ có cảnh giới thứ tư và thứ năm là quý vị có thể nương tựa. Khi ở cảnh giới thứ tư, quý vị đã là thánh nhân rồi. Quý vị hành xử khác biệt, nói chuyện khác biệt, cảm thấy khác biệt, cảm thấy thông cảm với người khác. Rất nhiều như đó là quý vị bị đau khổ rồi. Và rồi sẽ thấy mình thánh thiện. Và mình không bao giờ phải tái sinh trở lại, ý ta nói không luân hồi. Như người không thọ tâm ấn, không tu pháp môn quán âm. Hầu hết, dù họ tu hành đủ loại khổ hạnh, ngay cả không ăn, không uống, họ cũng khó có thể lên được cảnh giới thứ tư. Suốt đời họ, họ khó có thể nghe được âm nhạc thiên đàng, khó có thể thấy được ánh sáng thiên đàng bên trong. Rất hiếm. Ngoại trừ người này hay người kia, có cơ hội thoáng nhìn thấy một vị minh sư ở đâu đó, một vị minh sư thật sự ở nơi nào đó, nhưng tối thiểu phải là minh sư cảnh giới thứ năm ở nơi nào đó. Vậy thì thế nào đó, một cách thần kỳ, họ sẽ đi lên đến cảnh giới thứ tư. Bằng không, tối đa là ba đẳng cấp dưới kiểm soát của đấng sáng tạo, tức là ảo tưởng của ma vương. Vậy cảnh giới thứ tư này thật ra là một vùng ranh giới bảo vệ giữa tam giới và cảnh giới thứ năm. Cảnh giới thứ năm họ gọi là danh hiệu thật, thượng đế thật. Dĩ nhiên, từ toàn cõi sáng tạo, từ cảnh giới thứ nhất, từ địa ngục, lên đến tận cảnh giới thứ năm, Ngài là thượng đế thật. Và nhân tiện, khi Minh Sư đến thế giới này, Ngài đã thỏa hiệp với ba thế giới thấp hơn, ngay cả từ địa ngục đến tầng cảnh giới thứ ba. Ngài chấp nhận bao nhiêu đau khổ và bao nhiêu linh hồn, Ngài có thể nhận tùy vào lực lượng của Ngài, mạnh hay không đủ mạnh. Ngài có thể nhận bao nhiêu linh hồn tùy vào lực lượng của Ngài để thương lượng với ba thế giới thấp hơn. Vì những chúng sinh được sinh ra và tái sinh trong ba thế giới thấp hơn này nợ ma vương rất nhiều. Quần áo họ mặc, thức ăn họ tiêu thụ, cho dù họ trả tiền, họ vẫn cần thần thông của các thế giới thấp hơn để có thức ăn. Bằng không, không thức ăn nào sẽ xuất hiện.
sẽ không có thức ăn hiện hữu, sẽ không có thực phẩm nào được thu hoạch, không gì hết. Vậy nên, bất cứ ai trên thế giới này cũng cần phải trả nợ cho tam giới. Càng thấp nợ càng nhiều, bởi vì ít công đức hơn và quá nhiều nghiệp chướng. Vậy, khi một minh sư xuống đây để đem họ lên cảnh giới thứ năm, đó là cảnh giới mà chúng ta gọi là Satpurus, miền của Thượng Đế. Đó là hồng danh. Tôi đã nói với quý vị vào lúc thọ tâm ấn rồi. Vậy ba vị giáo chủ của thế giới thấp hơn đã đồng ý. Vậy bất cứ ai biết vị minh sư và niệm hồng danh của các ngài sẽ cho phép người đó đi qua. Dĩ nhiên, điều kiện là nếu công đức của họ đủ để đi qua. Bằng không, chỉ niệm tên của các ngài cũng sẽ hữu ích. Hoặc ít ra cấp dưới của các ngài sẽ không làm hại hoặc tìm cách kéo quý vị xuống. Họ có thể vẫn cố kéo, nhưng họ vẫn sẽ cho phép quý vị dùng công đức tâm linh của mình, nếu quý vị có, để được đi qua. Họ vẫn cho phép lực lượng minh sư giúp đỡ quý vị. Cảm ơn sư phụ. Đó là tại sao khi vị minh sư cho quý vị biết những hồng danh này, ngài nạp vào đó với năng lượng của lực lượng công đức của ngài. Không phải như ai cũng có thể niệm hồng danh, ngay cả biết hồng danh đều là vô dụng. Hiểu điều đó không? Không ít gì. Vì họ kiểm soát tam giới này, không muốn linh hồn trốn thoát, ngoại trừ những linh hồn biết vị minh sư. Và minh sư đã trao truyền lực lượng cho họ. Thậm chí chỉ bằng một ánh nhìn, người đó đã được bảo đảm. Nếu người đó không phạm phải tội tài trời từ lúc đó trở đi, thì người đó được bảo đảm giải thoát tối thiểu cho một người. Và đồng tu cũng có thể đem thân nhân bạn bè của họ đi theo họ sau khi lìa đời, miễn là người đó không phạm tội tài trời như mẹ của Mục Kiền Liên. Mẹ của Ngài Mục Kiền Liên, bà lừa gạt và nói dối các tăng và khiến họ ăn thịt và tất cả những thứ mà chư tăng không ăn, không được phép ăn. Vậy nên bởi vì bà đã bất kính với các vị tăng và lừa dối họ, dụ họ ăn những thứ lẽ ra không được ăn, nên bà phải bị đọa địa ngục. Và bất cứ thứ gì bà nuốt vào đều biến thành lửa cháy trong cổ họng của bà. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên, mặc dù là một trong những đệ tử lỗi lạc của Đức Phật, Ngài vẫn không giúp được mẹ của mình, quý vị thấy không? Cho dù được Đức Phật truyền tâm ấn và tu hành pháp ánh sáng và âm thanh thiên đàng, có bằng chứng khắp nơi trong kinh Phật rằng họ tu hành pháp môn ánh sáng và âm thanh. Quý vị có nhớ một trong các tiết mục lời thánh cải gần đây nhất, một trong các tỳ kheo hoặc đệ tử của Đức Phật hỏi, tại sao tỳ kheo đó không nghe được âm thanh nào? Vậy, quý vị biết đó là âm thanh bên trong, vì làm sao chúng ta có thể không nghe âm thanh bên ngoài? Người đó không biết, cho nên Đức Phật nói vì người này không tập trung vào đó, anh ta chỉ tập trung vào ánh sáng thôi. Nên anh ta thấy ánh sáng mà không nghe âm thanh. Và người khác, một trong các tỳ kheo, đã tu hành được 3 tháng, và ánh sáng không đến dù một lần với vị tỳ kheo này. Đây là truyện cổ Phật giáo. Không biết tôi đã kể quý vị nghe truyện đó hay chưa? Có lẽ để dịp khác nếu tôi chưa kể. Thậm chí không có ánh sáng lóe lên đến với vị này suốt 3 tháng liền. Và vị này đã chán chường và nản lòng. Vị này khăn gói trở về với Đức Phật. Vị này nghĩ rằng ở gần Đức Phật sẽ thấy ánh sáng tốt hơn. Vậy đó, quý vị hiểu không? Mặc dù Đức Phật không đề cập đến ánh sáng nội tại, nhưng đó là ánh sáng nội tại. Vì dù sao, ánh sáng bên ngoài, tất cả chúng ta đều có thể thấy. Vậy nghĩa là vị đó không thấy ánh sáng bên trong nào. Đó nghĩa là vị đó không thấy ánh sáng nội tại. Giờ quý vị hiểu chưa? Dạ hiểu, sư phụ. Mọi người đều hiểu chứ? Dạ hiểu, sư phụ. Được rồi. Nên nghiên cứu các kinh điển khác, như những điều chúng ta trình chiếu trên tiết mục lời thánh khải rất tốt cho quý vị. Để quý vị biết cái gì đúng, cái gì sai. Để quý vị biết rằng mình theo chánh đạo. Cho một số quý vị vẫn còn ở đẳng cấp tâm thức thấp hơn, củng cố thêm đức tin của mình và tu hành tinh tấn hơn. Đối với những người có trí huệ trực giác,
hay trí huệ bẩm sinh, hay trí huệ từ tiền kiếp, hay đẳng cấp cao. Khi tu pháp môn Quán Âm thì họ biết, họ thậm chí không phải xem bất kỳ kinh điển hay nghe bất kỳ lời giảng nào, họ sẽ hiểu, họ sẽ giữ vững đức tin của họ mãi mãi. Và đức tin là, mình nói đức tin trong tôn giáo, họ nói đức tin là mẹ của tất cả công đức. Chúa Giêsu cũng nói, phúc cho những ai không thấy mà tin. Đó là như vậy. Cho nên những người thậm chí không có bằng chứng mà vẫn tin, họ có công đức, hiểu không? Cảnh giới thứ năm đã được Tim Cô Tu tạo ra. Và tất cả thánh nhân sẽ ở đó, gìn giữ thế giới, gìn giữ nơi tâm linh đó, luôn luôn trong trạng thái tinh khôi và hỷ lạc. Bất cứ ai có đủ công đức, các thánh nhân sẽ đi xuống đưa họ đi lên. Hay bất cứ ai cầu nguyện đủ nhiệt thành, đủ thành khẩn, hay thật sự muốn gặp Thượng Đế, thật sự muốn giải thoát bản thân họ, thì các thánh nhân sẽ đi xuống từ thiên đàng thứ năm, đi xuống đưa quý vị đi lên. Nơi đó trông vẫn giống như bên trong thế giới bóng, nhưng nó không thuộc về thế giới bóng. Nó đã được tạo ra ở bên cạnh, một bên, bên ngoài thế giới bóng. Nhưng dĩ nhiên, nó không thuộc vũ trụ nguyên thủy. Nhưng tuy vậy, nó bên ngoài thế giới bóng và quý vị được giải thoát mãi mãi. Không ai có thể với tới quý vị ở đó. Đó là những gì về cảnh giới thứ năm. Hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Cảm ơn sư phụ.